Thank you.
hả? Ừ. Thế một cân bao nhiêu củ phiếu ấy? Một cân 20.000. Một cân 20.000 à? Lấy cho anh 5 lạng. Ở đây bán đi nhá. Em chào anh nhá. Đậu bán kiệu à? Vâng. Ơi, bà mua một tí. Này, mượn thế nào? Cái này là bao tiền đây? À, 20.000 một cân á. Anh già cũng bán hàng. Đi lấy cho bác 5 lạng, 1 lạng bao nhiêu đây? 5 lạng 10.000. Dạ. Bác 10.000 đi. Rồi, đi lấy chút khác đi. Úi dù. Đây, bác. À, cân lấy cũng được đấy. Được, đúng rồi. Này, cái bác 10.000 nữa. À, đây nhá. Bán hết chưa? Bán hết rồi. Ôi giời, giỏi quá. Lấy cái gì? Các bạn, có nhiều loại lắm, lấy loại nào? Đây nào.
sỏ thử cho bác xem nào. Con sỏ xem nào. Ôi nhà chân nhỏ xinh thế. Đẹp không? Đẹp lắm bác ạ. Ờ, xinh gái nhờ. Ừ. Thế còn lấy gì nữa không? Con. Con lấy gì nào? Con lấy phở gà với trứng gà. Phở gà với trứng gà. Thế con đợi đây để bác nhé. Đây, phở gà này. Trứng gà mấy quả con? 2 quả. Này bán được nhiều tiền không? Có. À. Này bác cho con một ít thịt để nấu ăn nhá. Vâng. Bác cho nhá. Cái này bác cho nhá. Vâng. Ừ. Con giả tiền dép cho bác rồi được rồi. À. 40.000. Xin lỗi con. Của con hết 40.000. Bác đây. À, bác xin nhá. Rồi, đi về nhá. Bác. Ừ, giữ dép cẩn thận nhá. Bác chào con. Bác chào bác. Ừ, cho ủng hoa dép. Rồi đi.